Vâng, Nguyễn Tố Audio Nhật Bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước. Rất vui mừng khi lại được gặp các bác trong chương trình thông báo hàng về, giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mặt quý vị các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn Kenwood có model Kenwood A85 nhé. Tất cả các thớt là đều 85 nha các bác nhé. Dòng này chạy full tất cả các chức năng các bác ạ. CD đọc đĩa ok, kết nối điện thoại AUX ok, FM radio full 108, bắt tất cả các đài ở Việt Nam ạ. Dàn này thì quá là nổi tiếng với anh em rồi. Chất âm của dàn này rất hay các bác ạ. Hình thức của dàn này thì gọi là quá là đẹp rồi các bác nhé. Bát còn nguyên zin ạ. Em đang chạy đĩa CD ạ. Giờ em test chức năng của radio nhé. Đây, các bác ấn nút Tuner ạ. Không sử dụng bất kỳ loại hóa chất tăng trưởng nào. Đấy, 96,5 đấy. Chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Buổi tối các bác có thể nghe chương trình của công ty Dược Thảo Thiên Phúc luôn. Bạn hãy nói với chúng tôi và được nhiều người đọc chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn quan tâm hàng sáng bác, các bác có thể nghe chương trình VOV giao thông website, em hoặc cài đặt sẵn là kênh số 1 là các bác VOV giao thông nhé, để được tư vấn. Kênh số 2 là VOV giao thông. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư Phạm Bành Hà, chuyên gia giáo dục Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn xin chào. Tiên phong quần phong áo, vua hùng tức giận quá cả lâm bại, tôi lúc công chúa Tiên Dung. Tôi ở trong diễn đàn 91 ngày hôm nay với một câu chuyện mà có lẽ cả xã hội chúng ta đều quan tâm, bởi vì sau một thời gian dài học sinh phải ở nhà tránh dịch và đang học trực tuyến với rất nhiều những cái khó khăn, những cái bất cập không tránh khỏi. Các bác chỉnh bát chép trực tiếp trên âm ni nhé. Các em có thể trở lại trường học. Vậy thì đến thời điểm này các địa phương đã có những kế hoạch, những sự chuẩn bị như thế nào để đón học sinh trở lại trường? Và ngay sau đây thì xin mời hai vị khách cùng quý vị khán thính giả đến với phóng sự do phóng viên của chúng tôi ghi nhanh ngay sau đây. Các bác ấn nút NDAUX. Hơn một tuần nay. Em xin test lại cái đĩa CD nhé. Đây, ra vào. Chuyển sang CD này. CD đọc đĩa rất là nhanh nhé. Thôi, để không mất thời gian của các bác, mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu trực tiếp bên em, địa chỉ phố Lỗi Thị, xã Mỹ Hào, Hưng Yên ạ. Các bác xem video vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều chương trình em hơn ạ. Vâng, em xin báo giá công khai luôn, dàn Kenwood A85 có mức giá 9.800.000 nhé. Các bác mua vui lòng gọi điện cho em ạ. Em sẽ tặng luôn các bác cái dàn anten này luôn, rất là đẹp nhá, hình thức rất là đẹp nhá. Thôi, em xin kết thúc video ở đây ạ.